áp viên sách, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học live stream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay áp viên sách. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với series Học nhanh nhớ lâu cùng Vietjet. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt những kiến thức trọng tâm trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 khái quát chung. Một nhỏ, tác giả A tiểu sử. Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937, quê quán của ông ở thành phố Huế, nhưng quê gốc của ông ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. B. Quá trình hoạt động văn học và kháng chiến của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ông học tại Huế hết bậc trung học, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1960 và Đại học Huế năm 1964. Năm 1966, ông thoát ly lên chiến khu, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng hoạt động văn nghệ, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng. Năm 2007, ông được giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. C. Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ, chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén, suy tư đa chiều, tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử và địa lý, lối hành văn hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa. 2. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu những nét chính về tác phẩm. A. Hoàn cảnh sáng tác. Ai đã đặt tên cho dòng sông là bài bút ký xuất sắc viết tại Huế vào ngày 4 tháng 1 năm 1946, được in trong tập sách cùng tên. Bài bút ký có 3 phần và đoạn văn bản chúng ta được học trong sách giáo khoa thuộc phần thứ nhất. B. Bố cục của văn bản chúng ta có thể chia làm 2 phần. Phần đầu, từ đầu cho đến quê hương xứ sở, đây là hành trình của dòng sông Hương. Đoạn còn lại, từ vẻ đẹp. Đoạn còn lại là vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và thơ ca của dòng sông Hương. Thể loại của bài Ai đã đặt tên cho dòng sông đó là thể loại bút ký và được tác giả viết theo ngôi kể thứ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần thứ 2, đó là đọc hiểu văn bản. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình tượng sông Hương, thể hiện qua câu mở đầu, sông Hương là con sông đẹp và thủy chung. Là dòng sông của địa lý và là dòng sông của văn hóa. Đầu tiên là dòng sông của địa lý. Khi ở thượng nguồn, sông Hương vừa mang vẻ đẹp phóng khoáng, man dại và bản lĩnh tự do như cô gái Regan, là bà mẹ phù sa. Khi đến đồng bằng, sông Hương như người con gái đẹp ngủ trong rừng được đánh thức, mang một vẻ đẹp mềm mại và đầy gợi cảm. Khi ở thành phố Huế, người sông Hương như người con gái gặp được người mình yêu, mang vẻ đẹp tự tin, vui tươi và biết làm duyên. Khi rời thành phố ra ngoại ô vĩ dạ, sông Hương chia tay như mối tình kim kiều đầy lẳng lơ kín đáo. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu dòng sông Hương trên phương diện là dòng sông của văn hóa. Đầu tiên đó là về âm nhạc, sông Hương như người tài nữ đánh đàn, sông Hương là cái nôi của âm nhạc cổ điển Huế. Về lịch sử, sông Hương góp mình vào những chiến công vĩ đại của Huế, sông Hương là chứng nhân lịch sử gắn bó với mọi biến cố của Huế, là dòng sông biên thùy thời vua Hùng, dòng sông Viễn Châu oanh liệt thời Trung Đại, dòng sông vẻ vang thời Nguyễn Huệ, dòng sông bi tráng thời kỳ cách mạng tháng 8. Và về phong tục tập quán thì sông Hương như người con gái Huế phơi áo cưới. Về thi ca thì sông Hương không tự lập mình trong cảm hứng của các nghệ sĩ, mang sắc thái khác nhau trong các tác phẩm thơ ca của các tác giả khác nhau, trong thơ của Tản Đà, Cao Bá Quát, bà Huyện Thanh Quan và Tố Hữu. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng đi đến phần 3, tổng kết lại những giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong bài ký Ai đã đặt tên cho dòng sông.
Về nội dung, Sông Hương hiện lên như một người con gái xứ Huế. Sông Hương còn là biểu tượng cho nền văn hóa Huế. Về nghệ thuật, ngôn ngữ phong phú, sau hình ảnh bộc lộ cảm xúc, sử dụng nhiều biện pháp như so sánh, ẩn dụ và nhân hóa, có sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc và trí tuệ, chủ quan và khách quan. Chủ quan là sự trải nghiệm của bản thân tác giả, khách quan là đối tượng miêu tả, đó chính là dòng sông Hương. Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn tóm tắt lại những nội dung trọng tâm, quan trọng trong bài ký Ai đã đặt tên cho dòng sông. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo cùng cô nhé. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.